Hello, xin chào mọi người. Tớ lại xuất hiện rồi đây. Lâu lắm rồi không làm video nhở? 2 tuần rồi đúng không? Tại bận quá, tớ ở nhà có việc nên là hôm nay tớ mới làm được. Và bình thường thì làm một cái effect nhỏ nhỏ ấy thì nó nhanh hơn, nó đỡ tốn thời gian hơn. Nhưng mà lần này mình muốn làm một cái bài inút nha, tại vì mình thấy là các bạn khá là thích cái bài inút, còn mấy effect nhỏ nhỏ thì có vẻ như không thích lắm. Thì hôm nay mình làm một bài inút, một cái con nhân vật như thế này nhé. Tại vì làm một con này nó mất thời gian rất là lâu, mình tách Photoshop xong rồi vẽ bù đã lâu rồi ấy. Nên là cái video này mình sẽ video đầu là mình sẽ là tách file Photoshop thôi ha. Và mình hứa là mỗi một tuần làm một cái video, nhưng mà bài inút này nó quá là dài, thì tại vì mình vẫn làm nhưng mà nó không đủ thời gian ấy để mà ra kịp mà một tuần một video ấy. Các tuần mình vẫn đang làm đều đấy chứ, nhưng mà không đủ thôi. Nên hôm nay mình up một nửa, sau đấy video sau thì mình sẽ gắn xương, làm map và làm anim cho nó nhé. Tại bận quá, dạo này còn phải học thêm effect nữa. Mà buồn khổ một nỗi là cái team mình mỗi ngày nó có một cái tool effect khác nhau, trời ơi mệt mỏi. Sáng nay còn đang phải học effect nha, rất là nhức đầu. Cái mắt này mình có rất nhiều cách làm để cho nó chớp mắt đẹp ấy, nhưng mà tại mắt con này nó to nên là mình sẽ khoét cái mắt nó ra để cho chớp cái khép cái mắt ấy, nó chớp dần vào nó sẽ đẹp hơn. Mình sẽ cắt hết, tách lên mắt lòng trắng ở dưới, xuyên con ngươi và đến một cái lớp mặt ở trên. Rất là dễ thương đúng không? Lúc mà làm anim thì chỉ cần chuyển động nhỏ thôi trông đã rất xinh rồi. À thôi chết rồi, mình còn cái miệng. Mà thôi, miệng thì mình sẽ fake làm cho nó há há miệng nhỏ thôi. Xuất ảnh ra. Ok, cuối cùng thì 2 tuần tách Photoshop đã xong. Các bạn chờ video tiếp theo nhé. Hôm nay mình chỉ làm đến đây thôi. Bye bye, mình còn nhiều thứ phải làm lắm. Tạm biệt các bạn.